Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sắp dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận. Hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn. Dạ. An toàn gì? Đó là gì? Gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường. Trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Nam bên cạnh. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Cụ thể công việc của em làm gì? Dạ, hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ, em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua mày bán đắt ha. Dạ, em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ vâng chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Bây giờ em hãy nói điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ, em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc. Nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp quá em hay quên. Đôi khi hơi nóng tính xíu ạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa thôi. Xa là khoảng bao xa? Thì em đi làm Sài Gòn, còn bạn gái đi học dưới quê. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi, xa quá. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm, rồi. Mời bạn gái. Dạ, em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện, nhưng mà về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy ạ. Và hơi xa nhau nên là chúng em dừng lại cách đây được 1 năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn một người đàn ông chững chạc ạ. Có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi li tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Anh không chi li đâu. Em có tính toán, thôi đúng không? Chi li hả? Nhưng ngoại hình em nhìn tả không ạ. Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ. Mỗi người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần dễ nhìn, cao 1,5 m trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài, biết nấu ăn, thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1,4 m được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2-3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không, những lúc vợ bận? Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Hiền cô này quá, bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá em sợ. Phải giữ mới trị được em. Rồi như vậy là hợp lý đó, bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi.
Thôi, anh qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng. Em chào anh ạ. Đúng là cao, dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây, anh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên. Anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Ừ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình. Nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức đến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị sẽ hai em ruột. Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên xin đó hả? Xin chào em Thi, Quỳnh Minh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái. Rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn, bếp nước thì rất là hoàn thiện. Dạ. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu với so với người mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô sinh ba cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quỳnh Linh xinh nhưng mà đều ba cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. Nhờ chương trình bạn mới hào chuyển giúp để làm mối cho hai cô em luôn. Rồi, dạ. Cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi, cho một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà. Tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ cho chị kế bên nói một câu đi. Chị đó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy ạ. Rồi, tại... 97 với 99 để chú lo nha. Thế vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang đàn trai đi. Là em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều ạ. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo, thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều đưa ra. Qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào. Rồi đó. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ đấy. Suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em... Em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ, tùy theo gương mặt anh, nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. À, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Dạ, anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiểu đi làm về, được gặp vợ. Đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi. Là mọi mệt không, sẽ xóa đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh chỉ anh nói chỉ cần cười thôi. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau này đó. Kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có cầm ràm không ạ? Không.
Thôi bây giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối. Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài. Hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một cô gái mà hát nha. Đừng quên lời. Nắm lấy tay anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình, hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem, không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Nó không có vô anh à? nó không có vô. Có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đi. À, bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Okay.